Và thực tế ra thì mình là một người rất là kỹ tính trong cái việc chọn lựa nơi làm đẹp cho mình. Nhưng mà không may mắn trước đó là cái cuộc phẫu thuật của mình nó thất bại. Chào mọi người, mình là Ngân Đoàn. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là tròn một tháng sau ca phẫu thuật sửa mũi sụn sườn toàn phần của mình tại trung tâm. Cái tình trạng mũi trước đó của mình là mình làm ở một trung tâm khác, nhưng mà không may mắn là cái mũi của mình nó bị không có hợp chất liệu sụn nhân tạo, nên là mình đã đi tháo sụn và sau vài tháng thì mình thấy mũi của mình nó có vấn đề và có hiện tượng co rút, nên mình có cái nhu cầu tìm đến bác sĩ Phương để sửa lại mũi sụn sườn toàn phần cho mình. Mình biết đến trung tâm thông qua các ca phẫu thuật của bác trên Facebook, và mình cũng đã có tìm hiểu rất là lâu rồi, cũng gần một năm á, thì mình có đến trung tâm để nhờ bác tư vấn cho mình để mình thực hiện lại cái cuộc phẫu thuật lần này. Và thực tế ra thì mình là một người rất là kỹ tính trong cái việc chọn lựa nơi làm đẹp cho mình. Nhưng mà không may mắn trước đó là cái cuộc phẫu thuật của mình nó thất bại. Sau khi mình biết đến trung tâm thì mình đã lo lắng không biết là cái nơi này có giống như những trung tâm khác hay không. Nhưng mà khi mà đến trung tâm thì thực tế tiếp xúc với bác sĩ thì mình cảm thấy được cái sự tận tâm và rất là nhiệt tình của bác sĩ. Tư vấn rất là có tâm. Nói chung là không có vẽ vời giống như những trung tâm khác mà mình biết. Nên là mình rất là ấn tượng, và cái quyết định cuối cùng của mình là chọn trung tâm và bác sĩ Phương là người sửa lại mũi sụn sườn toàn phần cho mình. Bạn bè của mình cũng có giới thiệu những cái nơi mà họ đã từng làm qua, nhưng mà khi mình tiếp xúc trực tiếp với họ thì mình cảm thấy là cái phần mũi của họ nó không có được tự nhiên lắm, nó không có đúng theo cái mong muốn và kỳ vọng của mình, nên là mình đã quyết định là đến trung tâm của bác sĩ để lựa chọn làm cái phần mũi cho mình. Tại vì mình nhìn thấy trên video và nhìn thấy những cái hình ảnh trực tiếp sau khi mọi người phẫu thuật xong á, mặc dù mới có 7-14 ngày thôi nhưng mà mình nghĩ là rất là tự nhiên. Thì sau khi mà mình hoàn thành cái cuộc phẫu thuật tại trung tâm thì 2-3 ngày đầu mình có cảm giác là cái phần sườn của mình hơi ê, còn phần mũi thì mình cảm thấy nó không có cái vấn đề gì. Trước đó là mình làm cái cuộc phẫu thuật nó là sụn silicone, nhưng mà sau khi gắn sụn sườn vô thì mình nó có một chút cảm giác nó hơi lạ thôi, nên là không có cái vấn đề gì mà đáng lo ngại hết. Thì trong vòng một tháng qua thì mọi sinh hoạt của mình nó đã trở lại bình thường rồi. Mình cũng đã tập thể dục một cách rất là nhẹ nhàng, không có quá đáng sợ giống như là cái cảm giác của mình suy nghĩ trước đó. Mình cũng đã tiếp xúc rất nhiều người, trong đó có gia đình, bạn bè và khách hàng của mình. Thì gia đình mình, đặc biệt là dì mình, có nói một câu là mình nhớ tới bây giờ là trong các ca phẫu thuật mà mình đã làm trước đó thì cái mũi lần này nó rất là thành công. Cảm giác giống như là mình thay đổi rất là nhiều so với những cái lần trước, nên là mình cảm thấy rất là vui. Một vài ngày trước thì mình có đi cà phê với bạn bè mình, thì họ cảm thấy rất là vui cho cái sự thay đổi của mình, và họ có nhận xét là cái gương mặt của mình đã thay đổi và sang trọng hơn rất là nhiều. Cái người khách hàng của mình đó, họ nói là nhìn vô mũi của mình họ không biết là mình vừa chỉnh sửa, tại vì nó quá tự nhiên. Mình cũng nghe được rất nhiều bạn bè của mình tư vấn là cái ca phẫu thuật nâng mũi sụn sườn á, nó kéo dài rất là lâu, có thể từ 7-10 tiếng. Cái thực tế là sau khi mình đến trung tâm và mình nhờ bác sĩ Phương sửa lại cái mũi sụn sườn toàn phần cho mình á, thì hoàn toàn khác xa với những gì mà các bạn mình nói. Cái cuộc phẫu thuật này nó chỉ diễn ra trong vòng 2 tiếng thôi, và thông qua cái video mà trung tâm gửi cho mình thì mình cảm nhận được là cái tay nghề của bác rất là cao về cái phần sụn sườn của mình, nên là mình rất là yên tâm. Có thể nói là trong tất cả những nơi mình đi tư vấn và tham khảo và nghe được rất là nhiều về cái phương pháp sụn sườn trước đó, thì bác sĩ Phương là người có thời gian phẫu thuật nhanh nhất. Và sau khi mình tỉnh dậy sau cái cuộc phẫu thuật thì mình cảm thấy là cái cơ thể của mình nó rất là bình thường, không tới nỗi phải là chuẩn bị một cái sức khỏe thật là tốt hay như thế nào đó. Cái tinh thần của mình nó thay đổi rất là nhiều và mình rất là tự tin khi mà gặp mọi người. Mình cũng nghĩ là còn là do cái tay nghề của bác rất là cao, nên là sau khi mà mình sửa về xong á, thì cái sức khỏe và cái tình trạng của mình nó cũng tốt hơn rất là nhiều. Nó không quá là kéo dài cái sự khó chịu trong nhiều ngày hoặc là tới một tháng như những cái trường hợp mà mình biết. Mình có một lời khuyên là cho những ai hoặc là mọi người có cái
vấn đề về mũi giống như mình trước đó, nếu mà đã chọn một cái phương pháp tốt nhất và cuối cùng thì mình nghĩ là nên chọn sụn sườn, tại vì nó sẽ giải quyết tất cả các cái khuyết điểm của mình trước đó, và nó cũng có một cái thời gian sử dụng nó rất là bền so với những phương pháp thông thường mà mọi người hay sử dụng hiện nay. Và mình cũng hy vọng là mọi người can đảm thay đổi bản thân mình, làm đẹp sớm và hoàn thiện bản thân mình tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái hành trình của mình, và chào tạm biệt mọi người.